they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Vietnam Sports. Để thua Indonesia, U20 Việt Nam vẫn nhận vé vớt dành cho những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để dự vòng chung kết U20 châu Á vào tháng 3 năm 2023 tại Uzbekistan. Với con người và thế trận ấy, lẽ ra trận gặp U20 Indonesia vào tối 18 tháng 9, U20 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại đối thủ, tuy nhiên lại để thua ngược 2-3 từ những sai lầm thường thấy và sự thiếu tập trung. Lứa U20 này của chủ nhà Indonesia là tập hợp các cầu thủ được đào tạo chu đáo, trong đó có cả một năm 2021 có chuyến tập huấn 8 tháng. Xuân Tiến, Anh Tú, Văn Trường, Đình Bắc, Bảo Long, Văn Tú, Thanh Nhàn, Nhật Minh đều là những cầu thủ giỏi, tiềm năng có lối chơi rất sáng. Tuy nhiên, kể từ giải U19 Đông Nam Á đến nay, tức hơn 2 tháng với giải Tứ Hùng tại Bình Dương, rồi thêm chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội trở về đá vòng loại U20 châu Á lại không có điểm mới nào về đấu pháp, chiến thuật và kể cả yếu tố thể lực. Thế nên, việc U20 Việt Nam thua Indonesia là điều không có gì phải phàn nàn. Chúng ta nhìn thấy được điểm yếu thì cần phải khắc phục. Điểm sáng trong trận đấu ngày hôm ấy có lẽ chỉ là Đinh Xuân Tiến. Cầu thủ lừng danh khi 19 tuổi đã được đá chính tại V-League trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Thậm chí, thần đồng Xuân Tiến còn thi đấu tới 10 trận và ra sân từ đầu 7 trong số đó. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã quyết định bổ sung Xuân Tiến vào thành phần U20 để thi đấu với Indonesia và anh đã không phụ lòng ông thầy bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng chính là khởi nguồn cho một tranh cãi không đáng có. Với bất cứ cầu thủ nào, ghi bàn trong một trận đấu quan trọng mang đến cảm xúc khó kiềm chế, đặc biệt là khi chơi trong bầu không khí khá thù địch tại Indonesia. Có lẽ vì vậy mà Tiến đã có hành động ăn mừng hơi quá khích khi giơ hai tay và tạo dáng kiểu tai voi. Màn ăn mừng này ngay lập tức đã chọc tức các cổ động viên Indonesia có mặt trên sân, bởi họ cho rằng hành động đó có ý chế nhạo khán giả. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều cổ động viên Indonesia đã tràn sang tấn công các fanpage bóng đá của Việt Nam để chỉ trích Đinh Xuân Tiến. Truyền thông Indonesia cũng đưa tin về sự việc này, điển hình như tờ Indosport bình luận: màn ăn mừng của cầu thủ Việt Nam Đinh Xuân Tiến ở vòng loại U20 châu Á 2023 đã khiến cổ động viên Indonesia bức xúc và dạy cho cầu thủ này một bài học. Nhìn chung, đây có thể coi là một hành động mang nhiều tính bộc phát của các cầu thủ trẻ. Dẫu biết ghi được bàn thắng mang tính chất giải tỏa lớn, nhưng Xuân Tiến cần phải rất hạn chế những hành động tương tự trong tương lai để giữ đúng mực của một cầu thủ thực sự chuyên nghiệp, tránh những rắc rối không cần thiết. Ở đây, tuy Xuân Tiến là người nhà, nhưng chúng ta cũng không thể ủng hộ mọi hành vi. Song, cho dù cầu thủ 19 tuổi này chưa hoàn toàn đúng, thì cách phản ứng của cổ động viên Indonesia là rất khó chấp nhận. Họ đăng tải tài khoản cá nhân của Tiến lên các fanpage lớn. Từ đó, hàng triệu cổ động viên Indonesia bay vào chửi rủa, xúc phạm danh dự và gia đình của cầu thủ này bằng những ngôn từ tục tĩu và bẩn thỉu nhất. Chưa dừng lại ở đó, cổ động viên Indonesia còn ghép hình Tiến với một con khỉ, và đây chính xác là một hành vi phân biệt chủng tộc trắng trợn. Trong bóng đá, chúng ta hiểu rằng thắng làm vua, vua bị chôn. Tuy nhiên, động đến vấn đề phân biệt chủng tộc là cách làm cực kỳ vô văn hóa và không thể chấp nhận dù với bất cứ nơi nào. Hiện Đinh Xuân Tiến đã phải khóa trang cá nhân Instagram và chuyển sang chế độ riêng tư. Tuy nhiên, những bình luận chế nhạo tiền vệ này vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong danh sách các nước bị xếp hạng kém nhất về văn hóa ứng xử trên Internet,
Việt Nam bị đánh giá khá thấp, nhưng Indonesia còn bị xếp hạng thấp hơn. Và đây chính là bằng chứng cho hành vi tấn công mạng của cổ động viên xứ vạn đảo. Nhưng như đã nói, Đinh Xuân Tiến cũng như các cầu thủ trẻ Việt Nam cần rút kinh nghiệm sau tình huống này. Dù hạnh phúc sau khi ghi bàn, nhưng chúng ta cần giữ được thái độ đúng mực, tôn trọng cầu thủ và cổ động viên đối phương. Dẫu sao đây cũng chỉ là một giải đấu ở cấp độ trẻ, các cầu thủ vẫn còn tương lai rộng mở phía trước để hoàn thiện bản thân. Còn về phía toàn đội, trận thua đau đớn này là bài học để chúng ta rút ra kinh nghiệm. Ở trận thua Indonesia 2-3, đó là một tập thể mà tất cả cá nhân đều ra sân chiến đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Còn về đấu pháp, phát huy điểm mạnh của mình, khai thác điểm yếu của đối phương và biết dựa vào tình huống để xử lý thế trận, sao cho có lợi nhất thì tập thể đấy lại không làm được. Nói đúng hơn là họ thiếu hẳn một thủ lĩnh trên sân đủ để hạ nhiệt cần thiết và thay vào đó là sự khôn ngoan để tận dụng cả ưu thế mà mình tạo ra. Nếu vẫn cứ một lối chơi đó, một sự nhiệt tình và tinh thần chiến đấu thôi thì chưa đủ. Và lối đá đó nếu không được điều chỉnh hợp lý thì bước vào vòng chung kết gặp toàn những anh tài vừa khỏe mạnh vừa láo lỉnh sẽ rất khó để chúng ta làm nên chuyện lớn. Các cầu thủ U20 Việt Nam nỗ lực tận hiến về thể lực để tìm một chiến thắng, nhưng đá bóng và tìm chiến thắng lại rất cần đến sự khôn ngoan trong đấu pháp và cả đấu trí. Thực sự là trận chung kết bảng với 90 phút đầy cống hiến của hai đội bóng trẻ, nhưng chính U20 Việt Nam là đội tạo ra lối chơi nhanh, lối chơi tấn công rồi cũng chính chúng ta lại bị hút vào lối chơi nhanh, nặng va chạm của đối thủ Indonesia. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam bày tỏ, lứa 2003 này những trung vệ thể hình cao to như các đàn anh là rất hiếm. Trong khi thực tế thi đấu cho thấy U20 Việt Nam vẫn mạnh công hơn là thủ. Và lúc này, tìm kiếm cầu thủ có thể hình và lối chơi nổi bật để thay thế những người đang có là rất khó. Bản thân những cầu thủ chủ chốt ở tuyến giữa và hàng công giàu tiềm năng nhưng có quá ít thời gian để tập luyện, thi đấu với nhau. Do vậy, làm sao để U20 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng chung kết U20 châu Á là bài toán không hề dễ dàng. Nhất là khi có khoảng 15 cầu thủ đang và sẽ được trọng dụng ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp. VFF và ban huấn luyện U20 Việt Nam sẽ phải thống nhất phương án chuẩn bị làm sao tốt nhất cho U20 Việt Nam mà vẫn đảm bảo quyền lợi cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Từ nay đến tháng 3 năm 2023 còn 6 tháng nữa và hy vọng bài học từ vòng loại lẫn từ trận thua Indonesia sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam có những thay đổi tích cực để bước vào vòng chung kết với tư thế của một đội bóng mạnh, khôn ngoan và biết tìm đến chiến thắng bằng lối đá biết mình, biết ta. Chuyên gia Đoàn Minh Sương và bình luận viên Huỳnh Sang cũng cho rằng qua vòng loại U20 châu Á, ngoài vấn đề lối chơi phải lì lợm và tâm lý sao cho tốt khi đứng trước những trận đỉnh cao, thì VFF cũng cần bổ sung thầy ngoại cho ban huấn luyện U20. Người xem thấy rõ huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ đạo chuyên môn tuy rất sâu sắc nhưng còn quá hiền, chưa đánh giá đúng sức mạnh của đối thủ nên đôi lúc còn lúng túng. Ban huấn luyện đội bóng rất cần có sự tư vấn của thầy ngoại để có những phân tích bổ trợ giúp cho huấn luyện viên Việt Nam mạnh mẽ và chắc tay hơn. Trước đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thành công với lứa U20 Việt Nam khi giành hạng tư vòng chung kết U20 châu Á và giành quyền tham dự U20 FIFA World Cup 2017 là nhờ một phần có sự tư vấn của ông Jürgen Gede, lúc đó là giám đốc kỹ thuật. Và vì để U20 Việt Nam mạnh hơn tại vòng chung kết U20 châu Á, VFF cần bổ sung chuyên gia ngoại giỏi cho U20 Việt Nam.